For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không ngừng cập nhật những thông tin thời sự mới nhất của chúng tôi. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Việt Nam sắp có thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới. Theo quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu phát triển đến năm 2030 là xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, có công nghiệp hóa, hiện đại, thông minh, bền vững, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không và đường thủy nội địa, trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển. Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng được quy hoạch là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển, logistics, công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế, quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Tỷ trọng đóng góp GDP của thành phố Hải Phòng vào tổng sản phẩm GDP của cả nước đến năm 2030 đạt khoảng 6,8%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân thời kỳ 2021-2030 tăng khoảng 13,5% một năm, trong đó công nghiệp xây dựng tăng khoảng 15,3% một năm, dịch vụ tăng khoảng 12,5% một năm, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 0,9% một năm. Trong cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 51,7%, ngành dịch vụ chiếm 43,2%, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,1%. GDP bình quân đầu người giá hiện hành đạt khoảng 558 triệu đồng, tương đương khoảng 21.700 đô la Mỹ. Ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá phát triển, đầu tiên là cảng biển và dịch vụ logistics, xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành một trung tâm kết nối quốc tế có dịch vụ logistics hiện đại. Cảng Lạch Huyện và cảng Nam Đồ Sơn thành cụm cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển và logistics, thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, trong đó nghiên cứu khu thương mại tự do với những cơ chế chính sách đột phá nổi trội đang được áp dụng tại khu thương mại tự do thành công trên thế giới. Tiếp đến là chuyển đổi số, là địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, chuyển đổi số toàn diện theo chương trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, thành phố dựa trên áp dụng công nghệ số, dữ liệu số, phát triển mạnh kinh tế số, trước hết là ba trụ cột kinh tế, công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển logistics, du lịch thương mại. Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của dân cư. Cuối cùng là phát triển du lịch, xây dựng quần thể du lịch biển Cát Bà Đồ Sơn có sức hấp dẫn cao, kết hợp với Vịnh Hạ Long trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử văn hóa, liên kết với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới, phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh, nhất là các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Phương hướng phát triển các ngành lĩnh vực quan trọng, ưu tiên phát triển các ngành chủ lực có vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của thành phố gồm sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin, dịch vụ cảng biển và logistics, thương mại. Phấn đấu ba nhóm ngành này chiếm tỷ trọng khoảng 55-60% giá trị tăng thêm trên địa bàn thành phố vào năm 2030. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.